giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền, người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm. Cánh bằng nhẹ mớn trên làn gió, đời ngày thơ lại nhớ lúc mình còn thơ. Nhìn trời cao mà reo, mà mơ ước như diều, để níu ao hằng nga, ngồi bên dãy ngân hà. Giờ sống giữa lưng trời, đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười. Xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh âm thanh Bãi HD. Ở trong video clip buổi trưa ngày hôm nay thì tiếp tục cửa hàng lại về và cập nhật báo giá những cái dòng sản phẩm đẩy bãi mới về. Ngày hôm nay thì tiếp tục về cho các bác những cái lô đẩy bãi nguồn sung, và em về được hai mã thương hiệu của Lexo, một trong những thương hiệu của USA các bác nhé. Một trong thương hiệu USA này. Sẽ về hai mã, một mã sẽ là 600W và một mã sẽ là 1000W nhé. Hiện tại thì em đang test cái mã 1000W này. Và con này thì nguồn cấp của nó sẽ là 3000, đấy các bác nhìn này, 3200W nhé. Đấy. Thì nó sẽ đưa ra là với mạch cả lan hát thì nó sẽ đưa ra là khoảng 2000, gần 2000W là tổng cho hai kênh. Con này thì 1000W trên một kênh nhé. Và hàng thì các bác biết là em về cái lô này thì các bác nhìn này, tất cả các vỉ xanh biếc luôn, nó chỉ có một chút xíu xíu bụi ở cái quạt thôi, và tất cả là tụ run hết các bác nhé. Tụ run thì có tụ cao áp này, cái mã cao này nó có tụ cao áp và tụ hạ thế này, 200V hết. Đấy. Vỉ rất là nhiều, vỉ mạch toàn hoàn toàn linh kiện cắm chân các bác nhá, rất là đẹp luôn. Nguồn con này cực kì to. Với nguồn con 1000W trên một kênh thì rất là to, và với cái hàng xịn của nó thì có tem mã cốt seri vạch. Đấy, đầy đủ luôn. Các bác nhìn những cái keo của nó này. Đấy, những cái keo nó vẫn còn xanh biếc luôn này. Tất cả mọi thứ nó còn quá là hoàn hảo, hoàn mỹ luôn. Và em sẽ cập nhật báo giá những cái dòng sản phẩm này từng mã một cho các bác nhé, để các bác tiện theo dõi, và cái giá thành rất là tốt cho các bác khi các bác tham khảo những cái dòng đẩy bãi. Về chất nhạc của con này thì em khẳng định các bác là chất nhạc của nó rất là chuyên sâu. Nếu các bác mà thích nghe nhạc, các bác mà kỹ tính về nghe nhạc thì các bác nên sử dụng những cái dòng sản phẩm này, tại vì cái giải của nó rất là chi tiết. Cả những cái con 600W thì các bác thấy là cái mên của nó xanh biếc luôn này. Đấy. Những con tụ gốm này, tất cả những con IC này, IC tiếng này, đấy, những con ốc của sang choang và những cái keo này vẫn rất là đẹp các bác nhá. Keo vẫn còn xanh biếc luôn. Nghĩa là những cái hàng này thì em khẳng định các bác là nó sử dụng khá là ít trong các môi trường, và môi trường của nó rất là sạch sẽ. Cái con 1000W này thì các bác đánh 2 cặp 30 hoặc 2 cặp 40 con 76 nhá. Và đằng sau của nó thì đầy đủ các chức năng nha các bác. Với con 600 và con 1000 thì nó đều có rắc canon này, rắc canon vào này, các bác để ý nhá. Hai rắc canon cái này thì các bác có thể vắn vào từ đường vang, và có rắc AV các bác có thể link từ âm ly hoặc những cái thiết bị mà nó có dùng hoa sen. Ngoài ra thì nó sẽ có đường link bằng 6 ly này. USA các bác nhá. Đấy, những hàng rất là xịn sò luôn. Con này thì nó cả đường cầu loa và đường lưu trích giao loa. Con này thì là nguồn cấp là 3200, và con này nó sẽ nguồn cấp là 2500 các bác nhá. Đấy, con này là 1600, con 1600 này nó sẽ đưa khoảng 1200W, 1200W, và con này thì nguồn rời, và con này thì có dây các bác nhé. Và con này thì nó lại sử dụng riêng lưu trích ra loa. Các bác để ý là nếu chúng ta chập kênh thì chúng ta sẽ vào kênh 1 và sẽ vào cái rắc lưu trích là 1+2+ nhé. USA này con này. Đấy. Tín hiệu vào như nhau và độ nhạy như nhau.
Đấy, độ nhạy như nhau. Lexo, Lexo là một cái hàng rất là nổi tiếng nhá, hàng rất là xịn sò luôn. Những cái hàng Lexo này thì không, những cái lô hàng đẹp thì em sẽ cập nhật về cho các bác. Các bác nhìn này, những cái linh kiện của nó này, hoàn toàn linh kiện rất là xịn sò. Ví này, các bác nhìn này, ví này, những con ốc xanh biếc luôn, những con tụ vẫn còn phấn bụi này, và đặc biệt là cái nguồn rất là to, nguồn rất to, tụ tụ run các bác nhá. Đấy, con này cũng vậy luôn nhá. Các bác khi mua hàng thì các bác có thể tham khảo tất cả hàng bao đẹp. Cái này thì nó sẽ có những cái nắp giấy chống chống cách điện, chống từ dòng này thì nó sẽ là điện 12V nhá. Đấy. Nên là nó các bác mà sờ đầm tay, sờ thật tay, còn các bác mà ví dụ mà hơi chạm cái là các bác tê tê ngay. Đấy, đấy, đầm tay. Nó là điện 12V không ảnh hưởng gì. Và cái con này nó cũng có hai cái nắp này. Đấy, ngoài ra thì nó có những cái vỉ đứng này, vỉ tiếng, vỉ xuất này, đầy đủ hết cho các bác nhé. Và em sẽ báo giá luôn hai dòng sản phẩm này với giá tốt cho các bác nhé. Với con 1000W trên một kênh này, Lexo mã 2000XL, em để cho các bác giá rất là tốt, 2.600.000. Đấy. Và con này thì giá là 2.000.000 nhé. Và tất cả cái giá này thì em báo giá tại cửa hàng luôn. Giá này thì chưa có cước đâu nhé. Đấy. Con này thì 2.600.000 này, Lexo. Và con này thì là 2.600.000 giá tại cửa hàng. Đấy, tiền cước của nó thì không đáng bao nhiêu với những dòng nguồn xung này, nó khoảng 100.000 thôi. Và khi các bác mua hàng thì các bác chốt ship cọc cho em một chút nhé, thì em sẽ gửi hàng toàn quốc cho các bác để các bác có thể mua sở hữu những cái dòng sản phẩm nó đẹp như này. Hàng nó quá là đẹp luôn, các bác để ý nhé, những cái con lọc điện này, đấy, con lọc điện này, và tất cả các dây rắc chưa một lần tháo ra và còn nguyên tem đó nhé, nguyên tem. Đấy, con này nguyên tem này. Hàng bao đẹp, vỉ xanh biếc luôn. Thì ok, clip này thì em có lên sóng và cập nhật báo giá cho các bác hai dòng mã sản phẩm của thương hiệu Lexo, một thương hiệu của Mỹ nhé, USA, và một cái mã công suất lớn là 1000W và cái mã công suất vừa là 600W. Thì cái mã 600W này sẽ là 2.000.000 và cái mã này sẽ là 2.600.000. Tất cả đều giá tại cửa hàng và hàng em bao zin bao đẹp cho các bác nhé. Các bác có nhu cầu đặt hàng có thể alo trực tiếp tới số máy cửa hàng là 0396855899. Tất cả những cái sản phẩm này em sẽ test rất là kỹ và ship code toàn quốc cho các bác. Thì các bác mua hàng chốt ship cọc qua số điện thoại 0396855899. Cảm ơn các bác rất là nhiều.